Thành phố Surat, bang Gujarat, Ấn Độ là trung tâm đánh bóng kim cương lớn nhất thế giới và gần 90% kim cương toàn cầu được đánh bóng tại đây. Thành phố này có gần 10.000 đơn vị kim cương, có khả năng đánh bóng cũng như cắt đá. Nhưng tương lai của ngành kim cương Ấn Độ đang bớt lấp lánh đi nhiều vì lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác. Những thương nhân bán kim cương ở thành phố Surat cho biết doanh số xuất khẩu và nhập khẩu kim cương đá quý đang sụt giảm mạnh kể từ năm ngoái. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện thương mại không công bằng và tuyên bố sẽ công bố thuế quan bổ sung đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu của quốc gia này. Điều này đã tác động xấu đến dòng vốn ngoại tệ và nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá đáng kể. Trong năm 2019, đã có một sự sụt giảm trong cả nhập khẩu và xuất khẩu kim cương so với năm 2018. Có 3 đến 4 lý do. Đầu tiên là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi đang so sánh điều này bởi vì trước đó, Trung Quốc đã tiêu thụ từ 35 đến 40% kim cương đánh bóng của chúng tôi. Nhưng bây giờ, do sự mất giá của đồng tiền nhân dân tệ và chênh lệch giá, mức tiêu thụ kim cương và trang sức của họ đã giảm đáng kể. Ông Dinesh nói thêm rằng chính phủ đã thắt chặt các chính sách tài chính cho ngành kim hoàn và kim cương sau khi một người thợ kim hoàn tỷ phú Nirav Modi bị chính quyền Ấn Độ truy nã với cáo buộc đã lừa đảo 2 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng quốc gia Punjab. Sự cứng nhắc mới trong các chính sách liên quan đến tài chính và các khoản vay cũng đã ảnh hưởng xấu đến ngành này. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn làm cho vàng thỏi đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của giá vàng và giá kim loại và đá quý khác, và kim cương đánh bóng là một trong số đó. Hiện tượng phá giá tiền tệ của những nơi như Trung Quốc, Bangkok và Hồng Kông Trung Quốc đã trực tiếp ảnh hưởng tới các doanh nghiệp vàng và kim cương tại Ấn Độ, vì có tới 50% khách hàng của các nhà kim hoàn tại Surat là đến từ những nơi nói trên.